Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Alo, chào chị. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, lâu quá rồi, khỏe không? Dạ, em khỏe, chị khỏe không? Dạ khỏe, cảm ơn chị. Hai chị em cứ nhắn qua nhắn lại mà ở Mỹ với bên đây nó không khớp giờ nhau, cho nên là không gặp nhau được. Dạ. Dạ. À, dạ. Chị hỏi thăm em bữa em gọi chị em định. Đó thì em bữa em gọi chị em định nói là cái anh Randy với ông chồng em không có trùng khớp. Dạ. À. Dạ có kết quả rồi. Dạ. Chị kể cái hôm trước mà có kết quả đó rồi bác sĩ báo về hay là gì, bà bác sĩ báo với anh Johnny và báo với bên chồng chị luôn? Dạ, bác sĩ đưa qua bên cho em xong rồi mà nó đi lộn địa chỉ, xong rồi em thì mới biết mấy bữa nay thôi. Dạ. Còn anh Andy thì biết mấy tuần trước rồi nhưng mà anh không có gọi cho em cho nên em không biết. Dạ. Em mới nhắn tin ảnh em hỏi thì anh nói anh có nhận được rồi nhưng mà không có trùng khớp. Dạ. Thì em cũng vẫn đợi cái của em về, nhưng mà em đợi em về thì cũng không trùng khớp. Dạ. À, dạ. Có nghĩa là bên Mỹ nó báo về cho cả hai, cả anh Randy và cả chồng chị. À. Dạ, dạ đúng rồi chị. Dạ. À, thôi mà cũng, không có trùng khớp nữa. Cũng buồn ha. À, kính thưa quý vị khán giả, dạ. Chị thì ở bên Mỹ có người chồng là con lai và trong cái gia đình thì cũng có một người em lai da màu. Nhưng mà sau khi mà xét nghiệm nghi ngờ anh Randy nhưng mà không được thì hy vọng đâu đó là cái thông tin này được chia sẻ rộng rãi á chị, biết đâu anh mà người da màu ở đâu đó ảnh biết được cái thông tin thì ảnh sẽ tìm hy vọng là sẽ tìm tới chồng chị và anh em cũng làm xét nghiệm giữa anh em, chứ còn bây giờ mẹ thì mẹ của anh cha, mẹ chồng của chị thì đã mất rồi, bây giờ còn xét nghiệm ADN với anh em. Mà kính thưa quý vị khán giả, cái anh trai chồng chị là trước đây đã tìm được một người chị gái người Mỹ lai da trắng. Thật sự là rất là may mắn. Dạ, rất là may mắn khi mà qua Mỹ cũng xét nghiệm ADN, cuối cùng thì chồng chị cũng tìm được một người người chị gái Mỹ da trắng cùng mẹ. Dạ. Và còn một người lai da màu nữa, mà hiện tại thì cái kết quả nghi ngờ anh Randy với chồng chị thì cũng xét nghiệm mấy tháng nay, bây giờ giữa hai người là cái kết quả không có trùng khớp. Thì để cho mọi người biết được là anh Randy ảnh vẫn chưa tìm được người thân mình và chồng chị cũng chưa tìm được người em trai da màu, cho nên là nhiều thông tin khác nữa thì khán giả sẽ cho mình cái có cung cấp cái thông tin á, nếu mà ở đâu mà biết được á thì người ta sẽ cung cấp thông tin giữa anh Randy cũng như là bên chồng chị và tiếp tục đi tìm kiếm. Dạ, nhưng mà chị đã thành công, chị đã thành công một lần là đi tìm được người chị gái. là cũng đã thành công đúng quá rồi chị. Gần đây thì anh Randy mới về Việt Nam cũng được 10 ngày nay rồi, vẫn còn ở Việt Nam đó chị. Hai vợ chồng anh Randy hả? Dạ, về đi du lịch rồi đi về thăm Việt Nam rồi cũng đi vòng vòng hơn 10 ngày nay rồi. Dạ. Ôi chắc vậy là cho nên em gọi anh không có nghe máy được á, anh đi chơi đó. Em gọi hôm từng rồi đó, em gọi ảnh nhưng mà anh không có đi bốc máy cho nên em nhắn tin thì anh trả lời lại. À, anh đi về thì chúc một hai thì anh cũng không có nói, nhưng mà anh nói là không trùng khớp, anh nói vậy thôi. Anh đã nhận được giấy rồi, không trùng khớp. Thôi cũng buồn. Hôm nay ở đây thì em thì em cũng mong cho anh đi tìm được người thân của ảnh chứ, nhưng mà này không trùng khớp thì mong cho ảnh tìm được người thân của ảnh càng ngày càng tốt. Thì cả hai càng sớm càng tốt. Cả hai cũng như là anh Randy cũng mong tìm được người thân của mình và chồng chị cũng mong tìm được người thân của mình. Nói chung là em cũng cảm ơn chị trong cái thời gian qua liên lạc với kênh em để em liên lạc với anh Randy và cuối cùng là hỗ trợ thông tin cho nhau. Đó là một cái thông tin mà tìm nhau rồi. Thôi lần này không trùng khớp thì mình sẽ đi tìm lần khác thôi. Anh Randy thì
Anh ra đi thì anh nói anh cũng mong mỏi tìm mẹ ảnh, và ảnh sẽ tìm cho tới khi nào mà nói chung là anh tìm hoài, anh nói như vậy, anh tìm hoài. Bây giờ thì mẹ thì chắc không còn nữa rồi, tại vì bây giờ khoảng tầm 80 tám mấy rồi, cho nên là hiếm khi mà chắc mẹ còn lắm, chỉ còn tìm anh em thôi. Giờ là hiếm lắm chị ơi, giờ mẹ nhiều khi mẹ cũng mất rồi. Thì ở bên đây, cái bác sĩ bên đây thì nó thử thì nó nói là nhiều khi nó cũng không có giống như là không có thể mà để mình trùng khớp với nhau, là tự vì không có máu mẹ. Nó cần phải có máu mẹ nó mới biết. Mà em nói mẹ giờ chết rồi sao có máu đâu mà lấy máu mẹ nữa. Thì cái tỷ lệ có máu của mẹ thì khó. Dạ, Mỹ đây nó thử nó nói cũng rất là khó. Nhưng mà cái này máu nên đi với ông chồng em thì không có trùng khớp. Không trùng được tí nào hết trơn, đúng không? Chứ nếu mà bà chị lần trước mà chị tìm đó thì nó có trùng, cho nên là chị cũng xét nghiệm lại một lần nữa để có kết quả 100% là có phải là chị em hay không. Thì cuối cùng cũng đâu có máu mẹ đâu, thì cũng tìm được đó. Nhưng mà mà sao thì đó nhiều. Cũng tìm được mà sao em? Khả năng thì trùng nhiều, còn cái này thì khả năng thì em không biết, em nhìn cái giấy này em không biết, mà cái giấy hổm hổm của bà chị kia thì em có chụp hình lại, mà sao bây giờ cái máy của em, cái máy em đổi qua máy khác nhờ cái hình nó mất tiêu rồi. Em không có đọ được cái thử máu của anh Đinh Đi với là của chị hồi xưa. Em có đọ được, tự vì hồi trước nó có cái giấy thử máu thì em còn đọ được, mà giờ cái con em nó hư ra cái em đổi qua cái nhưng con mà khác á. Nó cũng đưa cho về chị cái giấy chứ, nó cũng đưa về cái giấy hay là còn trong mail gì đó. Nhưng mà bác sĩ nó có kết cái giấy luận chị, kết luận thì bác sĩ kết luận là không trùng, là mình biết là không trùng, tại vì nó không có phần trăm nào để trùng hết. Còn của bà chị gái lần trước thì nó có phần trăm để trùng, người ta so người ta nói nó có nhiều, cuối cùng là cũng nghi ngờ và xét nghiệm được, người ta nói là có trùng, thì mấy xét nghiệm tiếp theo nữa là cái kết quả cuối cùng là tìm được chị gái ruột đó, thì cũng quá là tốt. Còn bây giờ thì bác sĩ cũng đã quyết định rồi, cũng nói là không có trùng khớp rồi. Thì nó không có cái phần trăm trùng khớp, cho nên là bác sĩ mới thấy là không có cái gì mà dính dáng hết. Cũng buồn là anh Rani anh tìm mấy chục năm rồi, tìm người thân mấy chục năm rồi, và cũng thương anh trai chồng chị cũng đi tìm được mấy chục năm rồi mà vẫn may mắn và tìm được một người rồi đó, giờ còn một người nữa vẫn chưa tìm được. Và em nói thiệt với chị á, là hiện tại còn rất là nhiều người cũng đi tìm gia đình người thân của mình, tại vì cái thời đó là cái thời chiến tranh đó, rồi đôi khi con lai Mỹ trắng rồi Mỹ đen, nói chung là thất lạc mẹ rồi nhiều có hoàn cảnh khác nhau mà họ không có tìm được người thân gia đình của mình, bây giờ còn rất là nhiều, còn nhiều lắm. Giờ còn nhiều lắm. Thì mình cũng mong thì khi nào mà có ai mà tìm thì em cũng có máu ở trên trên đó hết rồi, thì bây giờ mới mốt ai tìm thì có cái máu DNA trên trên mạng hết rồi, thì em muốn tìm thì lấy cái máu đó thì thử, thì hết trùng hợp thì là anh em nữa, còn không trùng hợp thì thôi. Giờ em cũng hơi cũng mệt rồi, em cũng muốn tìm nữa, tại vì em muốn thử coi anh Randy để tìm mẹ cho ảnh thử coi phải là mẹ của ảnh với là mẹ ông chồng em có phải là trùng khớp không. Mà không được nữa thì thôi em cũng không đi tìm ai nữa đâu. Thì thôi kể từ từ đi chị. Anh ra đi, anh đi tìm mấy chục năm, tội nghiệp ảnh. Ảnh đi tìm mấy chục năm rồi mà bây giờ thì em thấy anh cũng tìm, thấy đúng tội đó chứ. Kiên trì, ảnh rất là kiên trì. Bây giờ ảnh nói là ảnh còn, ảnh vẫn còn, là ảnh vẫn đi tìm. Cho nên là cái mong mỏi mà tìm lại người thân thì chắc có lẽ là anh tìm suốt đời. Nếu chừng nào mà không còn cái thông tin gì nữa thì thôi. Cũng tội nghiệp ảnh tìm cả mấy chục năm mà tìm từ 30 tuổi, mà bây giờ tới giờ hai mấy năm trời mà tìm không có ra. Rồi năm mươi mấy tuổi mà chưa thấy đâu hết. Không có thấy đâu hết trơn. Đi xưa cũng thấy lên cũng mấy chương trình lớn ở Việt Nam mà tìm kiếm người thân đó, cũng lên 3-4 lần mà không được.
rồi sau này thì cái YouTube nó phát triển đi, rồi mấy anh em làm YouTube cũng hỗ trợ cái thông tin, thì đó là một một cũng coi là một cái điều mà rất là quý giá cho nhiều nhiều người thân gia đình, đã họ họ tìm nhau và mình lấy được cái thông tin rồi là mình gửi mẫu đi, là mình xét nghiệm, là mình làm được, đã mình hỗ trợ được. Và nhiều nhiều trường hợp khác họ cũng đi tìm người thân mà Việt Nam với Việt Nam rồi thất lạc này kia nọ, họ tìm được nhiều lắm đó chị. Đó, họ tìm được nhiều lắm. Thì thôi, lần này không được thì cứ thì cái gì cái duyên đến thì nó sẽ đến đi, chứ giờ cũng không mong chờ Dạ mà đúng cũng rồi. không đi tìm kiếm nữa, khi nào có cơ hội có cái duyên. Dạ cũng không đi tìm kiếm. Dạ Dạ, chừng nào có duyên thì gặp, mà không duyên thì thôi. dạ Thôi chờ lại kiếp sau. chờ cái sao Sao chị? em rất là vui là khi mà trong gia đình chị là anh chồng chị tìm được một người đó, một người chị gái đó, là em cảm thấy Dạ. vui, em mừng dễ sợ khi chị nói em mới Dạ. biết. À dạ Dạ, tìm được một người thì cũng mừng rồi, tại dạ vì lúc mà tìm được thì cái chị đó chị gọi qua. Chị cũng nhận được cái trùng khớp á, trùng máu á, xong mà chị dạ gọi qua. Tại vì con em gái em nó có để số phone trên đó dạ để liên lạc với nó, thì nó chị gọi qua thì chị nói vậy đó. Chị nói cũng chị cũng đi tìm gia đình mà dạ chị là cũng họ Nguyễn, dạ cho nên nó chị thì quê chị cũng ở ngoài Nha Trang, thì ông chồng em thì quê cũng ở Nha Trang, dạ mà cái trùng khớp này thì nhiều hơn, quá trời trùng khớp quá trời nhiều trùng lắm. khớp luôn hả? Cái máu chị, dạ cái máu của chị với máu ông chồng em thì trùng lắm, Rồi cho mừng nên quá. thì hai người mới liên lạc. Mừng quá. Chị bây giờ bây giờ ở trên cái hệ thống á, là nó đã có cái xét nghiệm, có cái máu của chồng chị trên đó rồi, thì hy vọng là những anh em mà lai bên Mỹ á, bây giờ thì họ đã đi Mỹ hết rồi chứ đâu còn ai ở Việt Nam nữa, Dạ đúng rồi, cho không còn nên ai ở Việt Nam nữa không hết. còn ai nữa, thì hy vọng là những người anh em lai mà bên Mỹ á, thì họ nếu mà họ họ biết được Muốn đi mà tìm gia đình. muốn đi tìm gia đình á, thì lại họ sẽ quần quần ở đâu ở bên nước Mỹ đó, rồi rồi một lúc á, là họ muốn đi tìm thì họ sẽ gửi cái mẫu trên đó rồi họ sẽ tìm. Đúng rồi. Dạ Dạ. chứ Việt Nam này bây Dạ giờ chắc đúng rồi. tìm không còn nữa rồi, không còn người Rồi. người Dạ người không, Mỹ lai chắc nữa. em nghĩ dạ Mỹ Lai giờ đi Mỹ hết rồi, đưa qua dạ đây hết rồi. dạ cho nên là hy vọng là chị tìm cái anh em thì ở bên đó, còn những cái người mà Mỹ lai mà đi qua Mỹ rồi mà tìm lại người mẹ ở Việt Nam á, thì cũng Dạ. cũng còn ở Việt Nam, cũng còn anh em người Việt Nam đó, khi mẹ sinh ra đó thì có thể là tìm anh Dạ. em ở ở Việt Nam. Dạ dưới tìm mẹ thì cũng hy Dạ. vọng là thôi, sau khi mà tìm kiếm người thân của những người mà anh em thất lạc gia đình người Mỹ lai, thì hy Dạ. vọng những cái thông tin này cũng được phổ biến rộng rãi, rồi những anh em Dạ. nào muốn tìm thì hãy liên lạc với những cái thông tin nào mà thấy cần thiết đó, thì tiếp tục đi xét nghiệm thôi. Và hy vọng các anh em Mỹ lai khác Dạ. cũng vậy, muốn tìm lại cội nguồn của mình thì hãy chia sẻ thông tin, rồi anh em các anh em YouTube họ sẽ có thông tin nào được, hoặc là bà con người ta xem được đó chị, người ta gọi về Dạ. rồi mình Dạ. để có những cái thông tin hữu ích thì mình đi xét nghiệm thôi. Dạ Dạ. Dạ. Vậy nhờ vậy mà đi tìm vậy cho nên em với chị mới biết nhau chứ. Thỉnh thoảng thì chị em cũng vẫn nói chuyện chứ. Phải dạ cảm ơn chị, không thì chị đôi Phương khi Vân? dạ thỉnh thoảng là Dạ. chị em mới biết nhau. Rồi 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 Dạ. thỉnh thoảng là liên lạc với nhau, khi nào chị có về Việt Nam mà gì đó thì chị hú em để gặp Em nhau rồi liên lạc với chơi. chị. Dạ, dạ em ghé chị chơi. Dạ đúng rồi. dạ Em cũng định năm tới em về đó. vậy hả? Dạ Em rủ ông chồng em đi năm nay mà ông chưa đi, cho nên bà già em nói thôi năm tới đi với bà già em, cho nên ok, em nói ok cũng được. vậy hả? Tại bà Dạ già em còn sợ bệnh ở Việt Nam. à vậy hả? Bà già em sợ bệnh dịch đó, còn bệnh dịch bà già em cũng lớn tuổi rồi, dạ 78 tuổi rồi chị. dạ Dạ, cho rồi nên cũng sợ. giờ bà ngoại bên Cho Mỹ rồi nên hả? em nói thôi để năm tới. Dạ bên Mỹ rồi chị. Dạ. Rồi thế Dạ, em cảm ơn chị cảm em ơn nha. chị Phương Vân nhiều nha. Dạ rồi em chào Dạ. chị nha. Dạ em dạ chào chị. dạ chúc mai sinh Dạ nhật vui dạ vẻ. bye chị.